Nhiều người không khỏi xót xa khi nhìn thấy vết sẹo dài sau nhiều ca phẫu thuật của nữ diễn viên Moon Geun-yeon. Mới đây, em gái quốc dân Moon Geun-yeon đã bất ngờ leo top tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trên cổng thông tin điện tử Naver Hàn Quốc. Nguyên nhân tới từ loạt hình ảnh mới nhất do Moon Geun-yeon đăng tải. Trong loạt ảnh mới, nữ diễn viên Trái tim mùa thu lần đầu tiên để lộ vết sẹo dài có phần đáng sợ trên cánh tay phải. Được biết, vết sẹo dài này là kết quả của cuộc phẫu thuật do hội chứng khoang cấp tính Moon Geun-yeon gặp phải cách đây vài năm. Hiện tại, sức khỏe của Moon Geun-yeon đã ổn định, thế nhưng vết sẹo này không thể biến mất. Năm 2017, Moon Geun-yeon thông báo việc bản thân mắc hội chứng khoang cấp tính, căn bệnh gây chấn thương do mô mềm sưng, tụ máu, thường xuất hiện ở khu vực chân tay. Moon Geun-yeon đã phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật để trị hội chứng này. Đây cũng là nguyên nhân khiến sự nghiệp của Moon Geun-yeon gặp khó khăn và làm cô tăng cân mất kiểm soát. Nhắc đến cái tên Moon Geun-yeon, người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến danh hiệu em gái quốc dân cùng ngoại hình trong sáng thanh thuần của cô. Thế nhưng vì căn bệnh khoang cấp tính mà Moon Geun-yeon trở nên già nua, lão hóa không phanh. Sau 4 năm bị bệnh, Moon Geun-yeon mất đi diện mạo xinh đẹp trẻ trung ngày nào, mà thay vào đó là hình ảnh tròn trịa phát tướng, gương mặt nhợt nhạt, mắt trũng sâu, quần thâm già nua. Ngoài cảm giác tiếc nuối, nhiều khán giả còn lo lắng cho vấn đề sức khỏe của Moon Geun-yeon. Moon Geun-yeon sinh năm 1987, cô bắt đầu nổi tiếng trong các bộ phim truyền hình từ khi còn là diễn viên nhí. Ngoại hình đáng yêu trong sáng, ánh mắt biết khóc, cùng với tài năng bộc lộ từ khi còn rất nhỏ. Chính vì thế, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn từ khi mới lên 10 tuổi. Sự xuất hiện trong bộ phim Ăn khách Trái tim mùa thu chính là bước đệm giúp Moon Geun-yeon trở nên nổi tiếng. Với sự xuất hiện của nhiều diễn viên như Song Hye-kyo, Won Bin, Song Seung-hoon đã đưa bộ phim trở nên nổi tiếng khắp toàn châu Á và thế giới. Diễn xuất chân thực và nhập tâm cùng với đôi mắt biết khóc của mình, Moon Geun-yeon đã lay động đến trái tim của khán giả, đồng thời nhận được rất nhiều lời khen về diễn xuất. Vai diễn này đã giúp cho cô giành giải nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất tại KBS Drama Award. Tiếp đến, cô tham gia vào dự án cổ trang nổi tiếng Hoàng hậu Myeong Song. Bộ phim nhanh chóng nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ công chúng. Sau khi tên tuổi trở nên có tiếng tăm trong làng giải trí, rất nhiều dự án có tên tuổi tìm đến Moon Geun-yeon. Năm 2003 là năm đánh dấu cho sự bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Moon Geun-yeon nhận lời đóng trong bộ phim điện ảnh kinh dị Câu chuyện hai chị em của đạo diễn Kim Se-won. Sau khi bộ phim được công chiếu đã đạt được nhiều thành công rực rỡ khi trở thành tác phẩm phim kinh dị có doanh thu cao nhất mọi thời đại và được các nhà phê bình đánh giá cao. Không còn nhận những vai diễn nhí như trước, nữ diễn viên bắt đầu có những vai diễn trưởng thành hơn. Đặc biệt trong bộ phim tình cảm hài Cô dâu 15 tuổi, diễn xuất của cô được thể hiện một cách nổi bật hơn. Nhờ vào khả năng diễn xuất vô cùng lôi cuốn, không kém phần tự nhiên và chân thật, Moon Geun-yeon nhận được vô số lời khen ngợi. Đồng thời cô được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh em gái quốc dân. Sau sự thành công của bộ phim hiện đại Cô dâu 15 tuổi, cô liên tục tham gia trong nhiều dự án nổi bật khác và kể đến như một số bộ phim Vũ điệu Samba, Hãy nói yêu em, Họa sĩ gió, Chị kế của Lò Lem. Sau thành công của những bộ phim này, một bước đưa tên tuổi của nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn này lên hàng ngũ ngôi sao hạng A, sánh vai với nhiều tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng khác. Ngoài tham gia diễn xuất trên phim ảnh lớn nhỏ, Moon Geun-yeon còn được các thương hiệu nhãn hàng chú ý đến và mời làm gương mặt đại diện. Moon Geun-yeon cũng thường xuyên xuất hiện trên các chương trình. Moon Geun-yeon đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp được khán giả công chúng mến mộ là thế. Đầu năm 2017, cô bắt buộc phải đóng băng tất cả các hoạt động để chữa bệnh. Nữ diễn viên được chẩn đoán là mắc chứng chèn ép khoang nguy hiểm. Cô phải nhập viện phẫu thuật khẩn cấp và mất một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi vì bệnh tật. Năm 2019, cô tái xuất với khán giả màn ảnh nhỏ trong bộ phim Catch the Ghost. Tuy nhiên, bộ phim này không đạt được thành công như cô mong đợi. Sự nghiệp của Moon Geun-yeon có nguy cơ lao đao khi tuyên bố kết thúc hợp đồng với công ty quản lý Namu Actor sau 16 năm gắn bó. Điều này khiến cho công chúng lo lắng, cô sẽ giải nghệ sớm khi không có nơi nương tựa mới. Vị trí của cô trong làng giải trí đang bị lung lay, có khả năng mất hút trên phim ảnh. Hiện nay, sự nghiệp của cô đã không còn được như trước. Khán giả dường như đã quên lãng đi hình ảnh của cô trên phim ảnh.